bạn yêu cầu là phải có liền trong vòng nửa tiếng. Mà đây chứ hơn 70 cây chạy không có đường nào, lấy xe này chạy thôi. A few moments later. Bảo hành đem gì theo bảo hành nha bạn. Trời ơi, đây nè. Yêu cầu là phải có liền trong vòng nửa tiếng. Mà đây chứ hơn 70 cây chạy không có đường nào, lấy xe này chạy thôi. Lâu ngày càng phun. Rồi phun mới. Rồi đi tâm anh Tiếng mua dự phòng. Chén đi tâm. Quất luôn cục pin trả bảo hành anh Tiếng luôn. Đây. Kỹ thuật viên bên mình là hiện tại xuống là hỗ trợ thay nhông cốt và bảo dưỡng chai dầu mỡ cho khách. Bộ xạ này anh Tiến hoạt động được gần 1 năm rồi. Bây giờ nó bị tình trạng là khô quýt như dây sên vậy. Giờ phải tháo ra để chai mỡ bò vào. Do anh Tiến bận và có yêu cầu là bên công ty xuống hỗ trợ tận nơi. Thì anh em sắp xếp trong buổi sáng hỗ trợ cho anh Tiến là chiều bay, đầu thì chiều anh Tiến sẽ tiếp tục bay tiếp.